Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của bên Michael Audio. Thì các bác nhớ like cũng như là đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Và cũng như là xin chào anh Quốc ở thị xã Sông Công, Thái Nguyên. Thì con đẩy mà em đã test ok cho anh cũng như là lên video cho anh rất là cụ thể. Cũng như là các bác có thể tham khảo được dòng đẩy CA 2006. Một dòng đẩy rất là thương hiệu và chất âm đem lại cực kỳ hay. Với cái dòng đẩy CA 2006 này thì nó là mặt phay trước nó màu đen, cho nên là nhìn nó rất là sang trọng, rất là thích hợp cho các bác ghép với những cái dòng vang. Với dòng đẩy CA 2006 này thì bên em cũng đã giới thiệu trên kênh rồi. Dòng đẩy này thì nó có cái vỉ lọc ở đằng sau và thêm hai cái vỉ lọc tiếng nữa các bác nhé, thêm hai vỉ lọc tiếng nữa cho ra tiếng rất là tách bạch, bass trung tét, thứ hai là tiếng rất là sáng. Thì chiếc đẩy này thì em đã test cũng như là lau chùi rất là cẩn thận rồi cho anh Quốc ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Chắc là anh cũng đang xem video thì anh sẽ nhận được cái hình ảnh mà con đẩy mà mình lấy. Thì đây là nội thất bên trong của một chiếc đẩy. Đó, em đã lau chùi rất là đẹp rồi. Đẩy thì nguồn đồng 100% các bác nhé, cũng như là anh Quốc nhé. Dòng đẩy này thì đang chạy là 4 tụ, mỗi một tụ nó 15.000 Ufana và 63V. Thì với dòng đẩy này thì nó có vỉ lọc rất là chi tiết ở đằng sau. Đó, đem lại cái tiếng lọc rất là hay. Và nó thêm được hai cái vỉ lọc nhỏ ở đằng bên trong này là hai vỉ lọc tiếng các bác nhé. Đẩy giải lời lên rất là sạch. Và đây là mặt sau nhé. Hiện tại thì em đang chạy trực tiếp với chiếc TV của em. Đó, chạy trực tiếp nhé, chưa qua vang hoặc là nâng tiếng. Ở đây thì có chế độ là đánh sượt treo này, hoặc là chế độ bi-in. Đấy, anh có thể dồn kênh hoặc là đánh chế độ cân bằng dưới hai loa là A và B. Và chế độ nhạy của loa anh có thể gạt, đấy là tùy theo cái dòng loa của mình. Và anh cũng như là các bác sẽ nhìn thấy những cái dòng tụ lọc, tụ gốm hay các bác nhá, tụ lọc rất là chi tiết đằng sau này. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Với dòng đẩy này thì nó có phần tụ lọc rất là chi tiết ở những cái mạch công suất các bác nhá. Đây các bác sẽ nhìn thấy đây. Đó, đó là cái vỉ lọc nha các bác nhé. Trên những cái vỉ lọc này, đây là tất cả bằng tụ gốm các bác nhé. Và bác có về các bác có thể xếp trực tiếp những dây loa vào đây hoặc là sử dụng jack new trick như em đây. Đó. Nội thất thì cực kỳ đẹp rồi với dòng đẩy CA 2600 này. Đó. Đó, em sẽ tăng kênh A và kênh B để các bác có thể thẩm âm được. Khi đánh trực tiếp đẩy nó ra tiếng nó rất là tách bạch và chét lên rất là mềm. Trông rất sâu nhá. Vâng, anh Quốc cũng như là các bác lưu ý khi mua hàng tại bên Michael Audio thì bên em sẽ mở nội thất kiểm tra cũng như là đóng nắp và dán tem bảo hành cho các bác. Với những cái
tem bảo hành cũng như là tất cả các dây jack phụ kiện bên em sẽ tặng kèm để về anh cũng như là các bác có thể đấu nối để sử dụng luôn. Vâng, rất là cảm ơn anh Quốc đã tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm bên Michael Audio. Các bác nào mà có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là các bác có thể kết bạn Zalo, số điện thoại là 0977 434361. Và em cũng xin được chào anh Quốc cũng như là toàn thể các bác.